Để các bạn, ông anh mình vô ông gỡ chim này. Hôm nay mình đi quay thôi chứ mình không có đi đem chim đi bẫy nha các bạn. Xíu nữa mình tìm cái kèo nào cái mình quay mình chia sẻ cho các bạn cái cách đặt lụp, cách bắt bói như thế nào nha. Anh vô anh lấy trong á, rộng quá thôi đỡ anh vô anh lấy đi. Ra mình quay cho các bạn xem. Bạn thấy đám rừng đồ lý tưởng không? Nhưng mà chim không còn, còn một con mái à. Cái gì? Nó kêu cái ép, ép, ép em nghe mà. Tại vì anh bay trước nha các bạn. Mình mới xong công việc, bây giờ chắc cũng 2 giờ rồi. Mới xong công việc nên ghiền quá đi, đi theo anh chơi. Rồi quay luôn cho các bạn xem. Thấy không? Bạn thấy không? Đi bay quất mà nó sập thấy không? Đó, điện thoại điện đồ là nguy hiểm lắm. Bởi vậy mấy cái mương này chứ thấy dày chứ sụp cái lúc luôn á. Đây các bạn, hai con mồi ảnh này, một con mồi bói này đó. Bạn thấy mồi bói chưa, chắc lử thấy chưa, mà dính không, dính con máy đó tươi luôn rồi dứt. Bị ướt áo ướt quần nha, cái gì còn không có đem đồ đựng nữa ha, cần gì quýnh giả chiến mà cần gì đồ đựng. Đó, các bạn thấy không, nó cả ác, ác vậy đó. Người đặt xuống quất bà cố luôn đó. Anh cũng một con bói, một con mồi này, đây là mồi mồi lâu u anh rồi đó. Ngày mình cho các bạn xem con mồi này. Nãy em tưởng đâu con mồi bắt chứ không phải con ấy bắt chứ. Các bạn thấy mồi đẹp không? Cực kỳ đẹp thấy không? Nó dạng thấy không? Còn kia là con bói nữa, nó ác lử, ác vậy đó. Đặt vô lùm mà biết. Nhưng mà đặt vô lùm mà biết nha. Nó giỡn rồi nha các bạn. Giỡn với mấy em bói nha. Vô nghi cái một con quất là biết rồi, xong rồi. Mới mua mấy luôn hả? Hai con rễ. Rễ nó bắt chim sâu rồi. Ờ. Ủa vậy hai con này ốc lợi đú được phải làm cái. Tí nữa là mình tìm một kèo nha các bạn. Mình một kèo mình quay mình chia sẻ cho các bạn cách làm sao đó đặt con mồi nha các bạn. Đặt con mồi cho nó dở đá. Đây các bạn, hôm nay mình không có đem quất theo nha các bạn. Đi dùng anh này này. Ông đang thử dưới này có hay không này, ông có mang hai con này. Đây các bạn, ông anh mình ông mới thử đi đám ở dưới kia các bạn. Đó, nằm tít dưới đó đó. Có một cặp la dưới nha các bạn. Đó. Rồi. Bây giờ hai anh em tiến hành đi thôi. Để thường bẫy quất mà mình nói to các bạn, khó bẫy lắm. Mình phải nói nhỏ nhỏ cho nhiều quất nó bứa. Này nha các bạn, cái đám này. Chỗ đây thì nó có một cái bụi rậm này. Cho các bạn xem này nha, nguyên cái đám nó không có cái bụi nào rậm trống 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 không này. Đó. Bây giờ mình coi cái thớ nha các bạn. Mình tìm cái thớ chỗ nào mà nó dở đá nha các bạn. Rồi, cứ vô đặt đi. Đây, mình sẽ chia sẻ hôm nay mình chia sẻ cho các bạn. Bạn ai cách đặt chỗ nào cho nó. Rồi đây các bạn. Này xung quanh nó trống này. Đó các bạn thấy không? Còn cây dưới nước không à. Đó. Bây giờ là tiến hành mình đặt cái lập dưới này nha các bạn. Chỗ này là nó kín nhất. Nó kín mà có cái thớ để mà con chim nó vô nó đá chứ không phải là. Đó các bạn, ông anh mình cũng đang đặt đó, không? Để giờ mình quay cho các bạn xem.
Đó, ông đặt con chim này đó đó. Các bạn đừng có nói là nuôi bói không có được nha. Đó chưa? Mình nuôi bói cũng nhiều con thành công, anh cũng nuôi có con đây cũng quất dữ lắm. Đó, bây giờ mình đặt cái máy quay vào đây nha các bạn. Đó. Mình đặt cái máy quay cận cảnh cho các bạn xem luôn. Rồi các bạn chờ xem nha. Đó, các bạn đặt là bác đặt ở trên này nó kín này. Đó. Có cái chỗ mà đó nó núp con chim bối rừng á, nó núp. Núp đến nó đá. Chứ lại có chỗ nó dừng chân. Chứ các bạn mà đặt chỗ trống quá thì nó không có chỗ đá, nó chạy vô xong nó không chạy ra chỗ kín nó đứng à. Hử? Gì? Đây chỗ đây nó mát mát, nó vô đây nè. Không, chỗ kia này nút, chỗ kia cũng ngon nè. Qua nhà nhỏ nè. Cắm chưa? Đi. Rồi đặt ở đây luôn ha. Giác mặt rồi. Dạ tiêu được mẹ con quỷ ra là phàn rồi, cục là phàn. Cục các bạn. Hai con cục. Đúng. Rồi xong. Xong nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Quấn cái điểm mà nó kín kín vậy nó dễ bắt lắm. Con mồi bói là nó dữ lắm. Con mượn đầu tư cái máy mới chị bự dữ. Mình ít có mở máy lắm, ảnh thì cứ chơi. Máy to chà bá vậy. Đây các bạn. Đây anh đỡ cái con chim con mồi lên nè. Con đây cũng 3-4 mùa rồi. Cũng quất dữ lắm. Nhưng mà cái độ nhạy không bằng cái con này đâu. Nhìn to luôn. Đây các bạn, dính rồi đó. Trời ơi, con cù nó đỏ tươi luôn nút coi.
bồ gì mà nó đó tươi luôn. Cây mai ra mặt thấy nhỉ. Rớ thiệt. Rớ, cái cổ nó chắc mập tình dàm lắm quá. Đúng đi. Đó. Mình quay sơn cổ rồi mình quay lại cái chỗ đặt cho các bạn xem này nha. Đây các bạn, cái chỗ trống này, ha, các bạn thấy nó trống lóng không? Hả? Rồi cha để cho cáp trống vô bắt chi. Từ bữa nào. Ít bữa nữa. Đây các bạn thấy trống trống ngon không? Đó, nhưng ngoài đã là nắng nha. Rồi các bạn tìm cái chỗ nào mát nhất. Mát nhất mà kín nó có chỗ con chim nó núp đá đó. Đó. Đó mình ông anh mình mới đặt cái chỗ đó đó các bạn. Đó các bạn nhìn xung quanh này. Nó trống hết, nước sệt 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 rất là im luôn. Khi mà nghe ngồi mình nó quất á là nó sẽ chạy vô cái bụi kín nhất. Đó nó nằm trong đó nó không có sợ. Là nó sẽ đá thôi. Con nào mà chậm đá thì nó cũng đứng vòng vòng đó chứ nó không có đi. Còn mình đi bẫy trưa nắng á các bạn. Đi bẫy trưa nắng nên mình phải đặt vô cái chỗ nào mà kín mà mát á các bạn. Đừng có đỡ hoài sáng quá. Sáng quá là khó bắt lắm. Cái chỗ nào càng kín càng tối thì tốt. Mà con chim mồi các bạn phải tập cho nó vô bụi cho quen nha. Vô trong bụi rậm cho nó quen. Chứ còn đút vô bụi rậm mà nó không kêu á là cũng nhờ bó tay luôn á. Phải tập. Còn mấy con chim của mình với ông anh mình đút vô bụi nào cũng được hết á. Mấy con bố nó bắt lẹ lắm nên đi con kia nó quất nhiều nhưng mà chậm nên anh mình gài con bối bắt luôn. Mấy bối. Mấy lụp con anh mình thấy chán chết thiệt không. Cái lụp mình đã chán rồi. Mới đặt đặng càng mua con cái rồi mà chưa gửi tới. Bạn. Chào bạn ở clip này nha. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Hôm nay mình chỉ có đi mạng không này, mình lên quay ông anh mình để cách đặt lụp sao cho các bạn xem thôi. Cách đặt sao cho nó nhanh bắt bối cho các bạn xem thôi. Rồi tạm dừng clip đây nha các bạn. Rồi bye bye, hẹn gặp lại các bạn clip sau.